Thưa quý vị và các bạn, nằm ở vùng trũng phía nam huyện Hải Lăng, làng Câu Nhi xã Hải Tân có 538 hộ với 2.418 nhân khẩu đang sinh sống trên diện tích đất tự nhiên 385 ha. Đây là vùng đất có bề dày về lịch sử và còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Làng Câu Nhi thuộc xã Hải Tân, xưa có tên là Câu Làm, một làng có tiếng văn vật. Mảnh đất này đã sản sinh ra nhiều nhân vật vang bóng một thời như Hoàng Bôi, Hoàng Phú, Trần Hữu Mậu, Bùi Văn Tú, Hoàng Trinh, Trần Hoàn. Trong đó, nổi danh là Bùi Dục Tài, vị tiến sĩ đột phá khai khoa đầu tiên của xứ Đàng Trong. Theo bản thi thiên của làng Câu Nhi lưu giữ, vào cuối đời Trần, ngài Bùi Thành Từ, Bùi Trường Hiên, quê gốc Văn Giang vào cư trú ở Thanh Hóa, đã thực hiện chiếu chỉ vua ban vào xứ Thuần Hóa khảo sát đất đai. Khi đến vùng đất này, thấy phong cảnh đẹp, sông nước hiền hòa, đất đai phì nhiêu, đoàn người gồm 12 họ tộc đã chọn ngày lành tháng tốt lập làng, dựng xóm, khai phá đất đai và thiết lập danh tịch đặt xã hiệu là Câu Làm. Đến đầu thế kỷ 16, đổi tên là Câu Nhi. Trải qua hơn 600 năm khai phá đất đai, lập làng, dựng xóm, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, người dân làng Câu Nhi qua các thế hệ luôn đoàn kết, đùm bọc, chở che nhau để sinh tồn và phát triển. Đây là khai khẩn ở đâu? Bốn họ khai khẩn, tám họ khai căn. Và đến bây giờ là 23 họ. Đó, bây giờ là ba họ, cái tên là 12 họ mà chưa 23 họ. Thì bây giờ cách sống á, làng Câu Nhi là tiếng là làng Câu Nhi văn vật, do đó là văn hóa từ các ngày trước truyền lại. Do đó cái làng Sài Tân, làng Câu Nhi là đứng đầu trong cả cái phong trào của nhà nước cũng như lễ hội. Thì bây giờ lễ hội của làng á, là chỉ có là ngày mùng 2 tháng 7 là kỳ các ngày khai khẩn khai căn. Và ngài là có ngài Bùi Trần, là ngài là có trưởng đoàn đó, là vào đây. Như vậy là súng cả họ, mặc dù 27 họ, nhưng mà súng rất đoàn kết, phân công trách nhiệm, ai lo nấy, tình làng nghĩa xóm nó đầm đà. Vốn sinh sống dọc theo hai bờ sông Ô Lâu, người dân làng Câu Nhi, xã Hải Tân, từ bao đời nay chủ yếu sống dựa vào độc canh cây lúa nước, nhưng phụ thuộc vào thiên nhiên, nên đời sống gặp không ít khó khăn. Chính từ sự khó khăn đó, người dân làng Câu Nhi đã tìm tòi và duy trì cho con em mình một ngành nghề truyền thống. Đó là nghề mộc, chuyên làm nhà rường cổ. Nghề này được tồn tại và phát triển theo phương thức cha truyền con nối. Với phương châm vừa làm nghề, vừa truyền nghề cho con cháu để ổn định cuộc sống. Nghề mộc ở làng Câu Nhi, xưa kia nổi tiếng với nhiều thợ giỏi, tay nghề vững. Nhiều con em trong làng từng được tham gia xây dựng các công trình đền thờ, đình làng, nhà cổ quy mô ở trong và ngoài tỉnh. Cũng có lúc tưởng chừng nghề mộc ở đây bị mai một. Nguyên nhân là do con em trong làng và những thợ giỏi đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Những người ở lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đứng trước nguy cơ mai một một làng nghề, những người thợ tâm huyết của làng đã quyết tâm vận động con cháu tham gia học nghề để khôi phục nghề truyền thống. Nghề thợ mộc nhà rường là một nghề rất là cơ bản, nhưng mà nó có một cái khó là cái nghề này á là phải truyền quá, có truyền mực mèo chứ cũng phải là học lỏm mà làm được, không thể tự nhiên học lỏm mà làm được, do đó là cũng có hơi khó. Đối với thế trẻ hôm nay thì tôi cũng có một cái yêu cầu là cố gắng giữ gìn cái bản sắc văn hóa ngày xưa để lại, cố gắng học hành thêm. Nếu có cái gì mà không hiểu thì đến tôi chỉ vậy. Tôi sẵn sàng truyền lại mực mèo để mà làm cho được cái nhà rường. Những năm gần đây, khi xu hướng cải tạo và làm mới nhà rường phát triển, những người thợ mộc làng Câu Nhi càng có điều kiện để phát huy tay nghề. Đây là cơ sở mộc của anh Lê Văn Trung, một con dân của làng đang duy trì nghề truyền thống này.
Hiện nay, cơ sở của anh đang giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động, trong đó có nhiều thợ giỏi. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề mộc, anh đã tìm tòi kết hợp giữa nhà rườn truyền thống và nhà gỗ hiện đại để sáng tạo ra những mẫu nhà rườn đẹp, nên được khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng. Không chỉ duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, khi có điều kiện khá giả, những người thợ mộc như anh Trung đã đóng góp tôn tạo lại các nhà thờ họ và các ngôi nhà rườn cổ tại địa phương. Sau khi tay nghề vững vàng rồi, tôi tiếp tục là xây dựng trường tại quê nhà và điều động từ 15 thợ đến 20 thợ để phục vụ, để khôi phục lại nhà rườn của làng Câu Nhi. Và bình quân thợ như vậy là nuôi sống cho thợ hàng tháng là ngày bình quân 200 ngàn một ngày. Khi làm ăn phát đạt rồi, cũng khôi phục lại được nhà thờ của họ Lê tôi. Và đồng thời sửa chữa lại những ngôi nhà rườn của các họ tộc trong làng. Cùng với việc khôi phục nghề truyền thống, làng Câu Nhi còn chủ trọng mở mang các ngành nghề dịch vụ để phát triển kinh tế. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các họ tộc đều chung tay hưởng ứng, vận động bà con, họ hàng tích cực tham gia hiến đất, mở đường, phát triển các mô hình làm ăn có hiệu quả. Nhờ vậy đến nay, làng Câu Nhi cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tổng thu nhập giá trị sản xuất hàng năm đạt trên 62 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng một năm. Để phát huy cái truyền thống xây dựng đời sống quan phả ở khu dân cư của làng Câu Nhi, trong những năm qua chúng tôi đã đạt được những thành quả đáng kể, đặc biệt trong năm 2015 được Ủy ban nhân tỉnh công nhận là đơn vị văn hóa xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2011-2015. Để phát huy cái truyền thống đó, là trong những năm tới chúng tôi tiếp tục vận động quần chúng nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lồng ghép với việc xây dựng nông thôn mới, để làm thế nào đó mà quê hương Hải Tân nói chung và Hải Câu Nhi nói riêng phát huy được cái truyền thống văn hóa. Cùng với việc chăm lo đời sống cho người dân trong cộng đồng dân cư, các họ tộc ở làng Câu Nhi hết sức quan tâm gìn giữ và phát huy các truyền thống văn hóa mà lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm của làng là một nét đẹp riêng biệt. Đây cũng là địa phương có truyền thống đua thuyền lâu nhất trong toàn huyện Hải Lăng. Trước đây, lễ hội đua thuyền vào ngày đầu xuân để khai thông sông Rạch với ước muốn cầu mong mưa thuận, gió hòa. Theo thời gian và để hợp với điều kiện thời tiết, dân làng chuyển sang đua thuyền vào những dịp lễ hội hoặc trước khi bước vào vụ sản xuất. Nói đến nét đẹp làng Câu Nhi, xã Hải Tân, không thể không nói đến truyền thống hiếu học của người dân ở đây. Theo các bậc cao niên của làng cho biết, truyền thống hiếu học ở đây vốn có từ lâu đời và luôn được các dòng họ, gia đình chăm lo và phát huy cho đến ngày nay. Điều này được thể hiện rõ nét qua các di tích văn hóa của làng. Đây là dấu tích của đền thờ Thánh được xây dựng cạnh đình làng, đền thờ Khổng Tử và những người đỗ đạt nhằm cầu mong con cháu mai sau nổi giỏi thành hiền, lấy đạo đức làm đầu và sự học làm trọng. Chính sự tôn vinh những người hiện tài đã tạo cho bao thế hệ người dân làng Câu Nhi mang khát vọng học để làm người, chứ không phải học để mưu cầu danh lợi. Theo sử sách để lại, năm 1502, trong kỳ thi đình tại Thăng Long, ông Bùi Dục Tài, người làng Câu Nhi, đỗ tiến sĩ, xuất thân đề nhì giáp. Sự kiện Bùi Dục Tài đỗ tiến sĩ trong khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Cảnh Thống thứ năm, đã làm nức lòng người dân vùng Thuần Hóa. Đây là lần đầu tiên một nho sinh đàng trong trở thành một vị đài khoa, được khắc tên vào bảng vàng bia đá tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ông là nhân vật làm rạng danh truyền thống học hành, khoa cử của làng Câu Nhi và của Quảng Trị. Ngày nay, tên tuổi của ông được đặt tên cho nhiều con đường, trường học trong tỉnh, trong nước. Riêng tại làng Câu Nhi, người dân đã xây dựng một nhà thờ nằm cạnh đình làng để tôn vinh vị tiến sĩ này. Nói về ông Bùi Dục Tài, thì phải là của làng Câu Nhi.
chứ không phải riêng gì của Hồ Bùi. Vì thế cái thời điểm mà cụ Bùi Dục Tài đi thi mà đỗ tiến sĩ ấy, thì hồi đó làng Công Nhi vọn vẹn Hòa Mai mới được 30 người thôi, mới được 30 người thôi. Thì do đó cái sự quý trọng, cái sự nâng đỡ ngay thời điểm đó, những làng Công Nhi đã có quyền học rồi. Nếu có quyền học quyền tài thì làm sao mà cụ Bùi Dục Tài từ đây mà ra thấu ngoài Hà Nội Thăng Long để mà thi được, đúng không? Theo tôi làng Công Nhi đã có quyền học từ khi cụ Bùi Dục Tài đi thi tiến sĩ. Hiện nay dân làng Câu Nhi chủ yếu làm ruộng lúa mỗi năm 2 vụ. Đời sống vật chất mặc dù chưa phải là khá giả, nhưng việc học của con em luôn được đặt lên hàng đầu. Hầu hết các họ của làng đều làm tốt phong trào khuyến học. Ban khuyến học của các dòng họ đã luôn động viên con em cố gắng học tập. Hàng năm thì trong dòng họ chúng tôi là họ Phạm cũng có đầu tư ra một số giải thưởng cho các cái học sinh và sinh viên, học sinh 1, 2, 3 là giải thưởng học sinh giỏi, và sinh viên thì đại học và cao đẳng. Bên cạnh đó thì dòng tộc là cùng huy động vốn là từ trong con dân họ đóng góp mà hàng năm và để trích và giải thưởng. Có thể nói sự quan tâm của các họ tộc, của làng và của chính quyền địa phương trong việc khuyến học đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều gia đình vượt qua khó khăn để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, nhất là tạo cho con em mình về tinh thần thái độ học tập tốt. Cùng với việc xây dựng các mô hình học tập, làng Câu Nhi xã Hải Tân còn tích cực vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Đến thời điểm này, làng đã xây dựng được nguồn quỹ 260 triệu đồng. Trong đó, quỹ khuyến học của các dòng họ là 150 triệu đồng để trao thưởng hàng năm cho con em của mình đạt thành tích cao trong học tập. Nhờ phát huy truyền thống hiếu học của cha ông và đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, nên trong những năm qua, làng Câu Nhi có hàng trăm em tốt nghiệp đại học và cao đẳng. Có gia đình có 4 người con đều học đại học và có việc làm ổn định. Đặc biệt, phong trào học tập đã thực sự lan tỏa đến mỗi gia đình, đã khơi dậy tiềm năng hiểu học của con em dân làng, tạo ra một cộng đồng dân cư học tập ngay trên chính quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, nơi miền quê yên bình Câu Nhi, ngoài giờ đồng áng, người dân còn dành thời gian theo dõi các phương tiện truyền thông. Sau đây là những ý kiến mà phóng viên Phương Mục đã ghi lại. Là ở đây là vùng thuộc về là thuộc về thôn nông, chuyên sản xuất đục canh về cây lúa, rồi là các cái sản phẩm nông nghiệp lúa mạ rất là nhiều. Nhưng mà thực ra thì vấn đề mà tiêu thụ bán sản phẩm ra thì đúng là cũng khó. Thì cũng đề nghị là coi như là đài cũng như là cả cấp chính quyền cũng tạo điều kiện để mà giới thiệu quảng bá cái sản phẩm nông nghiệp của cái địa phương ở đây, giúp cho nhân dân được là có điều kiện tiêu thụ dễ dàng. Riêng đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp của Công Nhi thì có ý kiến là đề nghị trong thời gian tới là đài phát thanh và truyền hình Quảng Trị mà làm thêm nhiều cái chuyên mục về sản xuất nông nghiệp nhằm là truyền giáo những khoa học kỹ thuật, truyền giáo cho hội nông dân. Chúng tôi áp dụng tiến bộ học vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Thì hệ thống truyền thanh của xã cũng như của thôn thì hiện nay là đã xuống cấp, không đảm bảo cho cái việc tuyên truyền cho người dân để ứng phó với là thiên tai bão lũ. Thì và qua đây cũng xin đề nghị với cấp trên và đài phát thanh truyền hình của tỉnh như vậy cũng quan tâm cho Hải Tân nói chung và đối với Câu Nhi nói riêng, để có điều kiện trong việc tuyên truyền phát thanh cho người dân biết để ứng phó với là thiên tai bão lũ. Chuyên mục Nét đẹp làng quê tuần này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.